Để khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng thì cả gia đình tôi đã có một bữa ăn sáng no nê tại hủ tiếu Nam Vang Khánh Ký. Nước thì ngon từ thịt, ngọt từ xương, còn những cái hương vị thì nó giống như hủ tiếu Thành Đạt ở trên Sài Gòn á. Okay, let's go. Thì chúng ta đi thôi. Hôm nay cả nhà tôi sẽ có một chuyến đi đầy hay ho và thú vị luôn. Cái bãi đậu xe đi ra thì chúng tôi phải đi ngang qua cái gift store này, và ở đây thì có trưng bày và bán những cái sản phẩm là những cái đá này, những cái cây và những cái loại hóa thạch đó. Thì ở đây có bán nhiều loại đá như là màu đỏ, màu tím như thế này. Tôi không có biết rõ nó là cái gì, maybe nó gọi là ruby hay là ngọc bích gì đó, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đây là những loại đá nhân tạo thôi. Giá của nó thì mình có coi đó là tầm khoảng 1.000 mấy hay là đến 5.000 mấy, 10 mấy ngàn gì đó luôn mọi người. Sau đó thì chúng tôi đến cái sảnh để đi vào museum. Một bên là museum, một bên là teacher, cho nên là chúng tôi phải tìm cái lối nào để mình biết mình vào. Do chồng tôi mua vé qua mạng cho nên là cái việc check-in cũng rất là nhanh đó. Cái sảnh đầu tiên để chào đón chúng tôi sau khi mà check-in vào cái museum đó là những con cá mập bay á. Mọi người có thấy không? Trên đầu chúng ta thì những con cá, mô hình của những con cá nó bay trên đầu để chào đón mọi người đó. Tầng kế tiếp là tầng trưng bày các loại ốc á. Mọi người nhìn thấy coi có ốc nào mọi người đã ăn qua và chưa từng ăn không? Đây là con sò điệp nè. Con sò điệp này nó to bằng cái bàn tay của tôi. Còn đây là con sò gì đây? Đây là con sò dương đó, mà nó to bằng cái tô luôn đó mọi người. Còn đây là những cái loại ốc đó mọi người có thấy đâu, ốc giác nè, ốc giác gì mà to quá. Còn đây là ông tổ của các loại ốc đó mọi người, thấy không, thịt của nó chắc thành tinh rồi. Đây là một giống của loại cầu gai nhung ở Việt Nam, nhưng mà không hiểu sao nó có nhiều màu sắc đẹp ghê luôn á. Đây là các loại sà cừ nè, nó lấp lánh, nó óng ánh, trời ơi nhìn rất là đẹp. Phòng này là nơi trưng bày bộ xương của các loài móng vuốt đó. Thì ở đây có bộ xương của các loài linh dương này, nai nè, hươu nè, ngựa nè, rồi cọp nè, sư tử này. Nói chung là các loại mà động vật mà ở trong rừng á. Còn đây là gian phòng trưng bày mô phỏng sinh hoạt của các loài động vật ở trong rừng. Các loài động vật này thì hoàn toàn là giả hết, nhưng mà họ làm lại rất giống như là thật luôn mọi người. Từ cái cây nè, mặt đất nè, từ các loài sinh vật nè, thì chồng mình không nghĩ đó là giả đó, cho nên là rờ vào cái mặt đất á thì u là trời, nó là giả hoàn toàn, nó không có một rớt một hạt cát gì ra luôn á mọi người. Còn đây là định luật vật lý về con lắc đơn đó mọi người. Kế tiếp là nơi trưng bày quá trình tiến hóa của loài người. Thì sau khi mà tôi coi xong á thì tôi thấy được giống như con người ngày xưa đã biết xài kem trộn hay sao đó mọi người, tự nhiên đang đen thu lùi như thế này nè đó, cái tự nhiên tiến hóa cái trắng đẹp trai. Ủa sao vậy, trắng đẹp trai dữ chưa. Lúc đầu tôi với chồng tôi chỉ nghĩ đây là cái nơi để dắt mấy đứa nhỏ đi tham quan thôi, nhưng mà không ngờ khi mà đi vào đây á, ngay cả người lớn và em bé đó thì cũng có thể là nạp thêm rất là nhiều kiến thức hay ho về cuộc sống xung quanh ta luôn đó mọi người. Đi nãy giờ cũng mỏi cái chân rồi nhưng mà vẫn chưa hết. Đây là cái gian phòng rất là rộng để trưng bày bộ xương của các loài khủng long. Những cái bộ xương này có kích thước rất là thật cho nên nó rất là to. Ngoài ra còn có hóa thạch của các loài gián, là loài kiến nè. Còn đây là cái hóa thạch da của khủng long. Và cái nơi đến cuối cùng là khám phá Ai Cập. Đây là cái dòng thời gian của đất nước Ai Cập qua hàng ngàn năm lịch sử luôn mọi người.
Trước cái kim tự tháp thì có hai tượng pharaoh phía trước ngồi đó, thì mọi người sẽ đi vào và tham quan được nhiều thứ đó. Ở đây chúng ta sẽ coi được những cái cổ vật này, rồi những cái mô hình về cái kim tự tháp đó. Qua theo dòng thời gian thì nó sẽ bị giống như là tàn phá từ từ đó mọi người thấy không? Ở đây người ta làm rất là sinh động luôn, nó rất giống thật luôn đó. Đó mọi người thấy không? Đất đá nó rớt xuống theo dòng thời gian mà nó bị chôn vùi xuống dưới cát á. Ta sẽ đến được ngôi mộ của nữ hoàng Ai Cập. Mọi người có thấy không? Wow, nó huyền bí, nó lạnh sống lưng luôn đó mọi người. Và đây là xác ướp của nữ hoàng Ai Cập. Ai cũng lại chiêm ngưỡng một cái xác ướp như thế. Và chồng tôi sau khi coi xác ướp chỉ phán một câu thôi: đẹp ạ, lỗ mũi cao ạ. Ủa sao vậy, coi xác ướp mà còn ráng phán cho người ta đẹp nữa, nói bậy nói bạ không rồi trời. Cái nơi linh thiêng thế này chúng ta không nên nói bậy bạ nha mọi người. Đều được làm từ vàng luôn. Chồng tôi cứ lại rồi chắc định nó khử miếng vàng đem về, có phải vàng thiệt không hay gì đó trời. Thì cũng mệt và đói rồi, thì cả gia đình tôi đang trên đường về để ăn á, thì đang đứng chờ thì có một chiếc xe điện này vòng quanh thành phố đang chạy ngang qua chúng tôi. Trưa nay thì cả gia đình tôi quyết định ăn ở nhà hàng Đa Cao đó. Không gian quán thì rất là sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát nè, trang trí rất là đẹp luôn. Ta-da, đây là bữa trưa của chúng tôi. Đây là món gỏi sứa nè, món gà chiên nước mắm, canh chua cá, rồi rau củ xào với hải sản, cá kho tộ và một món là sườn rim mặn ngọt á. Thì nói chung đồ ăn đây rất là ngon luôn mọi người nha. Buổi tối thì cả nhà tôi sẽ chiêu chiêu ở một cái quán là giống như Hồng Kông luôn, trang trí rất là giống Hồng Kông luôn á mọi người, nhưng mà ở đây bán ốc với lẩu á. Ở đây có đồ nướng ngon hơn người yêu cũ của bạn. Thấy khoái chưa mọi người? Ta-da, đây là cái món mà chúng tôi rất là thèm luôn á. Nào là ốc nè, sò nè, trời ơi ốc bu đó mọi người. Ở bên đây á, kiếm ốc bu mua khó lắm. Có nhiều nơi người ta nói dễ lắm mà có, mà ủa như không, như bên bang tôi không có. Bang tôi kiếm không có được ra con ốc bu nào luôn á mọi người. Qua tới đây chúng tôi mới được ăn hải sản một cách là kiếm nhìn đã luôn á. Đây là cái món mà ốc thương với lại sốt trứng muối đó. Món này tôi rất là thích luôn á. Và đây là ốc bu. Ốc bu nướng tiêu với mắm á. Thấy không mọi người, thấy không ngon ghê chưa. Mà ốc bu rất là tươi nha. Cái món cá kèo thì không có ngon lắm, tại cá kèo bên đây không có tươi á, cho nên là mình đông lạnh thôi. Còn đây chồng tôi đi đâu cũng kêu ốc đen xào dừa, và món này cũng ở đây cũng rất là ngon luôn á.